Chào mấy bạn, chào đúng. Tí mình có nhiều thứ cho các bạn chơi lắm đó, hứa luôn. Đi cắm trại duy nhất là được ăn, đồ ăn quá trời luôn. Mình chỉ thích vậy thôi à. Quán tù si. Bỏ ra. Con không được ăn đồ lạ, phải xin phép trước khi ăn. Nhưng con biết xin phép ai bây giờ? Con đói bụng lắm. Ai cho phép ngươi vào nhà ta và ăn đồ ăn của ta? Con xin lỗi, lần sau con sẽ không như vậy nữa. Ôi mẹ, cứu mình với tay to, đúng ơi. Chuyện gì vậy bông bụng? Cứu mình với. Đã bảo không được chiều cây mà không chịu nghe. Mình biết lỗi rồi, cứu mình đi. Giờ sao cứu được chứ? Hay bụng bự nhảy xuống đi. Không, mình sợ lắm. Chết, ác điểu tới rồi kìa. Chạy đi. Nhưng còn bụng bự. Hai bạn đừng bỏ mình mà. Bụng bự nhảy xuống nước đi rồi leo lên. Mình không dám nhảy đâu, mình sợ lắm. Bụng bự nhanh lên, nhanh nữa, nhanh nữa đi. Đây là đâu vậy? Ai lấy chó mình như vậy chứ? Đừng hỏi vô ích. Tại sao chứ? Ngươi đang làm gì ta vậy hả? Vì bạn sắp lại thức ăn cho ác điểu rồi. Cái gì chứ? Mình không chịu đâu. Đúng ơi, tay tôi, cứu mình với. Để ta vệ sinh cho sạch sẽ trước khi chết nha. Tránh ra, tránh ra. Ta không cần, ta không cần. Ngươi le vô ích thôi.
Thôi chết rồi, mình mạnh tay quá. Bếp nó đang ở đâu đây? Hình như mình bị trúng phép thuật của ác điểu thì phải. Ngươi đừng hòng chiếm lấy nhà của chúng ta. Lũ chim chết tiệt. Ngươi biết sợ chưa? Được rồi, ta sẽ cho ngươi biết sức mạnh của ta. Dám chống lại ta sao? Hả? Ngươi không sao à? Ta sẽ trả thù cho các bạn của ta. Ui da, ui da. Ngươi cũng được lắm. Vậy hãy xem tuyệt chiêu cuối của ta. Nè, chim nhỏ, ngươi không sao chứ? Không sao, để em cứu anh. Vậy? Đi trốn ta đáng nghĩ chứ sao? Mình được cứu rồi. Các ngươi dám đánh lén ta. Dám ăn hiếp bạn của ta. Được thôi, vậy hãy xem ta đây. Sao khỏe thì mình không đủ sức rồi. Vậy làm sao bây giờ? Thôi, ta đùa với các ngươi đủ rồi. Đến lượt ta đây. Như vậy nè bụng bự. Mình xin lỗi, mai mốt mình sẽ không trèo cây nữa đâu. Thôi, bạn ấy biết lỗi rồi, đừng lại bạn ấy nữa. Chim nhỏ, em có biết điểm yếu của hắn là gì không? Hắn rất là mạnh. À, em nhớ rồi, hắn có một điểm rất yếu. Là gì? Em nói đi. Hắn rất là sợ mùi mít chín. Mỗi lần nơi này có mít chín bay mù lên là hắn bị đau đầu và không còn sức mạnh nữa. Hay quá, anh thấy dưới kia có một cây mít chín phải không? Nhưng làm sao chúng ta trở xuống kia được mà hai? Ờ hả? À, mình có một cách. Cách gì? Các bạn tránh ra, để mình. Tên ác điệu kia. Ngươi muốn chết trước à? Ta sẽ đấu tay đôi với ngươi. Ngươi có tuyệt chiêu gì mà đòi đánh với ta? Ta có một chiêu khí công vô cùng lợi hại. Được, ta cho ngươi một cơ hội trước khi chết. Khí công thần sầu vô là thổ. Hắn thua rồi. Đốm tay to chim nhỏ, các bạn có sao không? Sao bạn lại lợi hại vậy? Vì lúc nãy trên cây mít, mình đã ăn mít chín trên cây. Hèn chi khí công của bạn, mười người không chịu nổi. Trời rụng lông luôn mà xe còn chưa tới nữa. Chờ xíu đi, xe từ qua xa lắm chứ bộ. Chắc là sắp tới hả? Đốm, Đốm, con nhớ ra bến xe lấy đồ bà ngoại gửi lên đó nha. Dạ dạ. Ủa, mà xe số mấy vậy Đốm?
chết rồi. Lúc nãy mẹ nói gì quên hết trơn rồi. Trời ơi, ý bạn là nãy giờ mình chờ cũng như không hả? Thì năm ngoái mình nhận đồ từ cái xe màu đỏ. Bạn có biết bến xe này biết bao nhiêu là chiếc xe màu đỏ không? Thôi chạy về nhà đốm thiệt nhanh rồi hỏi mẹ đốm đi. Mình ngửi thấy có mùi gì đó. Mùi làm mình điên lên gì đó. Hả? Mấy bạn biết mình đang nói về cái gì không? Sao lại cứ giả ngơ đi? Là mùi bánh tét của bà ngoại. Đúng rồi, là bánh tét ngon nhất qua đất. Chỉ cần ăn một lần là ghiền luôn. Sao biết hộp nào là của bà ngoại gửi lên? Vậy thì mình phải mở từng hộp thôi. Hộp này nè. Mở cái hộp đầu tiên luôn á. Ê, bên trong đây cũng toàn là bánh tét nè. Hình như trong xe này chở toàn là bánh tét không à. Mấy bạn biết định luật bảo tàng bánh tét mà phải không? Bánh tét không tự nhiên sinh ra và mất đi, mà nó chỉ chuyển từ quê lên bụng của tụi mình thôi. Chuẩn luôn. Chiến đi mấy đứa. Nhằm. Hay đó. Nhưng mà chưa bằng mình đâu. Coi mình nè. Mấy bạn gọi đó là bánh tét hả? Nhìn cao thủ nè. Khí công bánh tét chuẩn. Cao thủ. Không ngờ bụng bự biết chiêu này, lợi hại thiệt. Không dám. Chẳng qua về việc ăn uống thì bụng bự đây chưa từng ngán đứa nào cả. Ngon quá. Đói quá thì khổ, mà no quá cũng chẳng sướng gì đâu. Ủa, nhưng mà mẹ đứng dặn là đi lấy đồ mà tụi mình lỡ ăn hết rồi, tính sao giờ? Hết đâu mà hết, còn một cái bánh mình chưa ăn nào. Không lẽ nói mẹ là bà ngoại gửi lên chỉ có mỗi một cái bánh thôi hả? Ta nói đúng á, bánh tét không tự nhiên sinh ra và mất đi. Cái nào lỡ ăn rồi thì không ói được đâu.
Vậy bây giờ phải làm sao? Mất rồi. Gì cơ? Mất rồi hả? Xe của mình. Nó từ đâu đi tới? Lớn lắm. Đòi cướp xe đồ chơi của bạn. Nó nói mình không được, nó sẽ đánh mình. Thôi mình đi về. May quá, không là bị chửi te tua rồi. Quái vật. Cảm ơn lời nói dối của mi, nó đã giải phóng cho ta đó. Mau đưa xe đồ chơi đây. Chết rồi, anh mất đi dọn tượng bao thế giờ. Nói dối không chấp mắt, ta sẽ đánh ngươi một trận. Cứu mẹ không? Ai cứu tôi? Ba ơi, tôi sợ quá ba. Con không thể nói dối để che đậy lỗi lầm của mình được. Càng ngày con sẽ càng nói dối quen. Con hiểu rồi, con xin lỗi ba. Bây giờ con lên lớp, con xin lỗi bạn bò và bạn bụng bự đi, nha. Dạ, con nhớ rồi. Cảm ơn ba đã giúp con. Mình đã nói mình bấm nhầm rồi. Mình sẽ cố gắng bay về đúng giờ được chưa? Tất cả là lỗi của bạn mà bạn còn lớn tiếng nữa hả? Mình không cho bạn điều khiển nữa. Để mình. Trời ơi, chiếc đĩa bay đó rơi rồi kìa. Ê, mau tới đó coi có chuyện gì không. Mình đã nói là đưa mình điều khiển rồi mà. Bạn im đi, nếu không phải bạn cố giành với mình thì đâu có chuyện này xảy ra. Bây giờ đĩa bay bị hư rồi đó, vừa lòng bạn chưa? Mình tại bạn trước chứ bộ. Mình không nói với bạn nữa đâu. Có chuyện gì mà bạn lớn tiếng với bạn đó vậy hả? Hôm nay tới lượt Suzu điều khiển, bạn đã bấm nhầm nút mà tụi mình bay lạc tới đây. Mình tức quá, la lối giành lại rồi mới ra như thế này nè. Ai mà không mắc sai lầm chứ. Bạn lớn tiếng như vậy, bạn nói buồn bỏ đi là phải rồi. Tức thì phải lớn tiếng thôi. Bạn thật là lì lợm. Đáng lẽ ra Suzu không nên bay chung với bạn thì đúng hơn đó. Nè, hai bạn dừng lại đã. Gì chứ? Ở đó cho bạn lớn tiếng như tụi mình luôn hả? Thực ra mình đã biết mình sai rồi, nhưng thiệt khó để nói những câu nhẹ nhàng trong lúc này. Mình ngại lắm. Có gì đâu phải ngại chứ, lời nói đâu có mất tiền mua. Nhưng làm như vậy thì mất mặt lắm. Sợ mất mặt thì chẳng có ai bay về với bạn đâu. Hai bạn có cách nào giúp mình không? Chứ mình thiệt khó nói quá. Nã tình bạn có biết lỗi, mình sẽ giúp bạn. Hay quá, nhưng mà phải làm sao? Đây, đây chính là viên kẹo nói lời yêu thương ba mình mới phát minh ra đó. Bạn dùng thử đi. Nhưng lỡ nói xong mà Suzu vẫn giận thì sao? Trời ơi, viên kẹo này á, bảo đảm Suzu sẽ hết giận. Được rồi, mình thử coi sao. Rồi, bây giờ lại gần Suzu, cố gắng xin lỗi bạn đó đi. Nè, Suzu ơi, mình xin lỗi bạn. Tại mình nóng giận, không nghĩ đến cảm xúc của bạn. Lớn tiếng rồi còn thua lỗ nữa. Mình biết lỗi rồi, bạn đừng có buồn nữa nha. Tụi mình về ha. Chà, ngọt như viên kẹo vậy. Bạn thiệt sự biết lỗi hả? Bạn đừng khóc, đừng giận mình nha. Mình hết giận bạn rồi. Hay quá, viên kẹo thiệt là xịn nha. Vậy mà cũng tin nữa. Hả? Là sao? Viên kẹo đó mình mua ở ngoài tiệm thôi, chứ có phải phát minh gì đâu. Bạn biết lỗi, bạn có thể nói được những lời ngọt ngào hơn. Nhưng vì bạn mắc cỡ, bạn cứ ngại, bạn sợ người ta không chấp nhận. Vậy sao mà được? Ra là vậy. Đúng rồi, khi mà chúng ta chung một nhóm á, phải đặt mình vô người khác mà nghĩ. Ai cũng mắc sai lầm hết. Nhưng mà những lời nói ngọt ngào, khích lệ động viên người khác mới giúp người khác tốt hơn được. Chứ không phải lớn tiếng, nói những lời nói khó nghe đâu. Mình hiểu rồi, cảm ơn hai bạn nhiều lắm. Bây giờ thì mình với Juju sẽ cùng nhau đi sửa lại đĩa bay để còn mau quay về. Tụi mình giúp cho. Đồng ý. Yeah.
học bài chưa? Hôm nay bài ít mà mẹ. Mau phụ mẹ nấu cơm đi, nằm đó hoài à. Phim đang hay quá, còn có chút xíu nữa đi. Không được, ngồi dậy mau. Con với chả cái ăn rồi suốt ngày hết chơi tới nằm. Sao ba lại khó chịu với con quá vậy? Chứ không phải hả? Ba thì để làm vất vả, con ở nhà rảnh không chịu phụ giúp mẹ gì hết, còn bài bù lung tung nữa. Ba mẹ cưng con riết rồi con hư à. Biết chừng nào con mới tự lập được hả? Lâu lâu mới hết bài mà mẹ không cho con chơi gì hết đó. Mẹ không thương con. Mẹ không có thương mình gì hết đó. Ở nhà này không còn thoải mái nữa. Quyết định rồi, mình sẽ bỏ nhà đi. Mình sẽ tự lập. Giờ ở hả? À, căn nhà nói chuyện được à? À đúng rồi, mình muốn ở tự lập ở đây. Bạn cho mình vô đi. Ừ, được thôi. Từ nay mình sẽ ở đây. Mệt quá, mình phải ngủ một giấc đã. Đói quá, đi xuống coi mẹ nấu ăn cho ta. Ồ, mình đang ở một mình mà. Không được, phải tự kiếm ăn. Bực quá à. Tủ lạnh gì mà không có gì ăn hết vậy? Bạn tưởng đồ ăn tự có cho bạn ấy à? Muốn ăn á thì đi mà nấu. Không thèm, mình nhịn không ăn, đi ngủ luôn. Đói bụng quá, qua xem một bữa đồ ăn mới được. Hết hạn đóng tiền điện rồi, đóng nhanh đi. Con mới ở bữa nay mà. Nhưng tới ngày định kỳ thì phải đóng thôi. Nhưng tiền đâu mà con đóng? Đóng tiền nước nữa nha. Trời ơi, sao tùm lum thứ hết vậy? Giờ có đóng không hả? Không đóng thì cắt hết. Nè, hôm nay cuối tuần rồi, mình cần được dọn dẹp. Bạn mau dọn dẹp hết nhà của mình đi. Nhưng mình đói mệt lắm, không đủ sức làm đâu. Mặc kệ, một mình mà đòi sướng như ở nhà hả? Làm mau lên. Mình chịu hết nổi rồi mẹ ơi. Mẹ ơi, con sai rồi. Con chịu về rồi đó hả? Mẹ ơi, con xin lỗi. Từ nay con sẽ cố gắng phụ giúp mẹ. Mẹ chỉ dạy cho con nha. Con còn nhỏ, chủ động phụ giúp mẹ từ những việc nhỏ nhặt nhất thì sau này lớn lên con mới tự lập được. Dạ. Xin chào mọi người, hôm nay tôi có một thông báo rất là quan trọng. Không biết có gì nghiêm trọng không nữa. Đúng rồi, chuyện gì nữa? Những gia đình nào thuộc diện nghèo sẽ được hỗ trợ một số tiền vào mỗi cuối tháng. Đây là bản tiêu chuẩn để vô danh sách những hộ nghèo. Gia đình nào thấy phù hợp thì làm đơn, tôi ký duyệt nhé. Vậy thì tốt quá. Vậy thì những gia đình nghèo khổ hàng tháng sẽ không còn lo cơm gạo nữa rồi. Nhưng không biết tiêu chuẩn để vô danh sách đó là gì hả? Chắc là những gia đình đó có người già bệnh tật, hoặc là có những người không có khả năng đi làm nữa nên mới được vô danh sách. Thì ra là vậy, như vậy thiệt là công bằng rồi. Được một số tiền mỗi cuối tháng à, phải làm cách nào đó để được vô cái danh sách đó mới được. Không biết gần nhà mình có ai được vô danh sách người nghèo không ta? Hình như là nhà của cô chuột đó. Em chuột còn nhỏ, cô chuột lại hay bị bệnh, khó mà đi làm được. Ấy chi, mình được vô danh sách đó ha. Chi là bụng bự. Thì mỗi tháng có thêm tiền để mình ăn chứ gì. Trời đất, bụng mày nó to như vậy rồi, còn tham lam. Giỡn thôi chứ bộ. Ba bạn nhỏ đi học mới về hả? Ôi da, ở đầu quá đi, ở đầu da đầu quá. Trời đất, cục đá to như vậy mà không thấy sao còn để té nữa. Ông cáo có sao không? Chắc là ta bị gãy chân rồi. Cái gì? Ông té nhẹ hiều như vậy làm gì mà gãy chân được? Ta bị gãy chân thật rồi, từ nay ta không còn làm gì được nữa. Thôi, để tụi con dẫn ông vô bệnh viện. Không cần đâu, ta tự đi được. Mình thấy có gì đó không đúng ở đây nè. Đúng rồi đó, rõ ràng là ông ta té nhẹ như vậy, làm sao mà gãy chân được? Ông ta còn không chịu đi bác sĩ nữa. Có khi nào ông ta làm vậy để được vào danh sách kia không? Có thể lắm á, nhưng mà như vậy là gian lận, phải đuổi theo coi sao. Rõ ràng là chân ông ta không sao hết á. Có mấy đứa nhỏ làm chứng, mình có thể giả gãy chân để được vô danh sách đó rồi. Trời ơi, ông ta lợi dụng tụi mình kìa. Tìm cách báo bác bò vàng mới được. Bác bò vàng ơi. Ủa, anh cáo, chân anh sao vậy?
Hôm qua tôi sơ ý té từ trên cao xuống, gãy chân luôn. Từ nay chắc tôi không làm được gì hết. Xin bác cho tôi vô cái danh sách người nghèo quá. Ê, bụng bự, đá cho mình đi. Đúng như ông cáo đó kìa. Xin lỗi ông cáo nha. Ủa, mà chân ông cáo dính gì kìa? À! Cái thằng nhóc này làm cái gì vậy hả? Ủa, chân ông bị gãy, sao ông đá con mạnh quá vậy? À, ông cáo nói xạo rồi. Nè, anh cáo, anh giỡn với tôi à? Tôi người ta có tật quyền cũng cố gắng đi làm để thoát nghèo, còn anh hồi sức còn khả năng lao động mà anh lại tham lam không trung thực. Anh làm như vậy tụi nhỏ nó cười cho. Tôi thật là xấu hổ quá đi. Đúng rồi đó, đồng tiền do chính mình làm ra mới xứng đáng, gì đó mới là công sức thật của mình. Hay quá, siêu nhân bắt đầu vùng dậy rồi. Đã quá, cuối cùng cũng thắng. Thiệt là ngầu. Không biết cảm giác đó thì như thế nào ta. Ba ơi, con muốn được làm siêu nhân. Con học giỏi thì đã là siêu nhân của ba mẹ rồi còn gì nữa. Không phải, siêu nhân là phải đi cứu thế giới như trong phim á ba. À, trong phòng thí nghiệm của ba có cái áo choàng đó. Đâu ba, cho con mượn đi cứu thế giới đi. Nhưng mà con phải làm theo ý của nó mới được, con có chịu không? Miễn sao con được mọi người ngưỡng mộ là được. Xin chào, từ giây phút này cho đến hết ngày, ngươi sẽ là siêu nhân. À, đã quá. Giờ làm gì ta? Ra ngoài giúp đỡ mọi người thôi. Đồng ý. Nào, nhanh giúp cô lao công đó đi. Mình đi cứu thế giới mà. Bạn muốn làm siêu nhân thì nghe mình đi. Đi liền. Con thiệt ngoan quá, còn nhỏ mà giỏi ghê. Ba mẹ con chắc vui vì con lắm. Dạ, con cảm ơn con. Nhìn ở trước kìa, có chuột con bị té đang khóc đó. Lại đưa chuột con đó về nhà đi. Bao giờ mới cứu được thế giới đây? Chuột con ơi, em bị sao vậy? Em chạy bị té, giờ đi không nổi. May mà có con, chứ không cô không biết làm sao luôn á. Dạ, con cũng tình cờ thôi, không có gì đâu con. Em cảm ơn anh nha. Anh đi nha. Còn nữa, nhìn phía trước kìa, có bà bò già đang không nhìn thấy đường để qua đường. Đốm qua giúp bà bò đi. Ủa, mà sao toàn làm việc đơn giản không vậy? Chán quá à. Cảm ơn con nhiều lắm. Dễ thương mà còn ngoan ngoãn nữa. Bà mẹ con sẽ vui lắm đây. Dạ không có gì, con chào bà con đi. Vui hơn lúc đầu giúp người chưa? Giúp mọi người xong thấy vui ghê. Mà chán lắm luôn á, mình vẫn muốn cứu thế giới rồi. Vậy mà còn chưa hiểu ra nữa hả? Cái gì ghê quá vậy? Thì việc lớn của bạn đó. Trời ơi, nguyên một con quái vật. Bây giờ làm sao đây hết trời? Không biết làm gì mà sáng giờ cứ đòi cứu thế giới. Mình đâu có nghĩ nó khó như vậy đâu. Nhanh ra. Từ đâu xuất hiện đi hồn con đếch vậy? Khuất đây. Đi ra. Đại lẽ, đâu ra mà đóng cứu vậy? May mà có mọi người, chứ nếu mà không có, con không biết con như thế nào nữa. Con đã giúp mọi người thì mọi người không thể làm lơ mà không giúp con được. Ngoài việc học hành giúp đỡ ba mẹ mà con có thể làm những điều nhỏ nhặt để giúp mọi người thì đã là một siêu nhân rồi đó. Siêu nhân có nhiều ý nghĩa, không phải cứu thế giới mới là siêu nhân đâu con à. Hay quá, con hiểu rồi. Con cảm ơn mọi người. Mẹ ơi, đòn là món gì ạ? Tại sao con lại hỏi vậy? Hả? Chuyện là như vậy nè mẹ.
con có muốn ăn đòn không? Mẹ ơi, đòn là món gì vậy? À, hóa ra là vậy. Đòn có ngon không? Khi nào mẹ cho con ăn đòn thử nha. Hay là như vậy, bây giờ Đốm tự đi tìm hiểu xem đòn là món gì. Và nếu Đốm vẫn muốn ăn đòn thì mẹ sẽ cho Đốm ăn đòn. Mẹ hứa nha. Mẹ hứa. Bạn có biết đòn là món gì không? Mình đã ăn rất nhiều món rồi, nhưng chưa bao giờ mình được ăn đòn hết đó. Đến bạn mà cũng không biết nữa, thật là chán quá à. Nhưng bạn có chắc là mình không nghe nhầm không vậy? Chắc mà, mình còn ghi lại nữa nè. Xin lỗi nha, mình không giúp gì được cho bạn. Không sao, mình sẽ sang hỏi tay to. Nếu bạn được mẹ cho ăn đòn thì nhớ cho mình đăng ký nha. Sao, bạn có biết đòn là món gì không? À, mình nhớ rồi, mình đã từng được ăn món này rồi. Thiệt hả? Nó như thế nào? Có ngon không? Bạn ăn ở đâu vậy? Lâu lắm rồi, một lần nhà mình đi du lịch nước ngoài, ba mẹ có cho mình ăn đòn, ngon lắm. Ngon ra sao? Kể mình nghe đi. Ngon không thể tả được, nó vừa đẹp mắt, vừa ngọt, vừa mát lạnh, còn thơm nữa. Sao nghe giống kem vậy? Cũng hơi giống nhưng ngon hơn nhiều. Mình cảm ơn bạn, bây giờ mình phải về đây. Mẹ ơi, con đã về. Mẹ, con biết đòn là món gì rồi đó. Đòn là món có vị ngọt, mát và thơm, giống như kem nhưng ngon hơn nhiều. Vậy giờ con còn muốn ăn đòn không? Con muốn. Mà ăn liền luôn hả mẹ? Tai to nói cái món đó ở nước ngoài mới có. Mẹ đang làm gì vậy? Mẹ đang cho bạn thú nhờ bông ăn đòn nè. Hóa ra là vậy, đòn không ngon chút nào. Giờ con có còn muốn ăn đòn nữa không Đốm? Ừ. Bởi vậy nên ba mẹ không bao giờ muốn cho con ăn đòn. Mẹ đã về rồi đây. Hai cha con xem mẹ đã mua được những gì nè. Em lại mua cái gì mà nhiều vậy? Hôm nay cửa hàng giảm giá tới 50% lận, nên em tranh thủ mua đồ cho cả nhà mình luôn đó. Con thử luôn xem có vừa không. Con cảm ơn mẹ. Anh cảm ơn em. Nón chật quá mẹ ơi. Con gọi vào một lát nó giãn ra là vừa chứ gì. Trời ơi, dép gì mà to đùng như cái xuồng ba lá vậy? Trời ơi, có gì đâu, rộng rãi một chút cho thoải mái, xài hoài sẽ quen thôi mà. Đây là mốt mới hả em? Sao giống bóp xì tin mà tay to hay đeo quá. Thôi đi, chẳng có thị hiếu thẩm mỹ gì cả. Sao giống bóp xì tin mà tay to hay đeo quá. Hả?
Đốm, không được làm như vậy, mất vệ sinh lắm. Nhưng ngứa quá mẹ ơi. Chắc là tại nón mới mua chưa giặt lần nào đó con. Đồ người ta bán ở ngoài đó không biết bao lâu rồi, bụi bẩn rồi nấm mốc. Bà con nói đúng đó, là lỗi của mẹ, mẹ xin lỗi, lần sau mẹ sẽ rút kinh nghiệm. Ăn thôi nào, đồ ăn nguội hết rồi kìa. Không hiểu sao, cứ hễ thấy đồ rẻ là em lại thấy ham. Được ăn đồ lạ, phải xin phép trước khi ăn. Nhưng con biết xin phép ai bây giờ? Con đói bụng lắm. Ai cho phép ngươi vào nhà ta và ăn đồ ăn của ta? Con xin lỗi, lần sau con sẽ không như vậy nữa. Tại sao con lại hỏi vậy? À, chuyện là như vậy nè mẹ. Con có muốn ăn đòn không? Mẹ ơi, đòn là món gì vậy? À, hóa ra là vậy. Đòn có ngon không? Khi nào mẹ cho con ăn đòn thử nha. Hay là như vậy,
Bây giờ đốm tự đi tìm hiểu xem đòn là món gì. Và nếu đốm vẫn muốn ăn đòn thì mẹ sẽ cho đốm ăn đòn. Mẹ hứa nha. Mẹ hứa. Bạn có biết đòn là món gì không? Mình đã ăn rất nhiều món rồi, nhưng chưa bao giờ mình được ăn đòn hết đó. Đến bạn mà cũng không biết nữa, thật là chán quá à. Nhưng bạn có chắc là mình không nghe nhầm không vậy? Chắc mà, mình còn ghi lại nữa nè. Xin lỗi nha, mình không giúp gì được cho bạn. Không sao, mình sẽ sang hỏi tay to. Nếu bạn được mẹ cho ăn đòn thì nhớ cho mình ăn ký nha. Sao, bạn có biết đòn là món gì không? À, mình nhớ rồi, mình đã từng được ăn món này rồi. Thiệt hả? Nó như thế nào? Có ngon không? Bạn ăn ở đâu vậy? Lâu lắm rồi, một lần nhà mình đi du lịch nước ngoài, ba mẹ có cho mình ăn đòn, ngon lắm. Ngon ra sao? Kể mình nghe đi. Ngon không thể tả được, nó vừa đẹp mắt, vừa ngọt, vừa mát lạnh, còn thơm nữa. Sao nghe giống kem vậy? Cũng hơi giống nhưng ngon hơn nhiều. Mình cảm ơn bạn, bây giờ mình phải về đây. Mẹ ơi, con đã về. Mẹ, con biết đòn là món gì rồi đó. Đòn là món có vị ngọt, mát và thơm, giống như kem nhưng ngon hơn nhiều. Vậy giờ con còn muốn ăn đòn không? Con muốn. Mà ăn liền luôn hả mẹ? Tai to nói cái món đó ở nước ngoài mới có. Mẹ đang làm gì vậy? Mẹ đang cho bạn thú nhờ bông ăn đòn nè. Hóa ra là vậy, đòn không ngon chút nào. Giờ con có còn muốn ăn đòn nữa không đớm? Bởi vậy nên ba mẹ không bao giờ muốn cho con ăn đòn. Giờ thì mình tha hồ ngủ nướng rồi. Ba mẹ ơi, dậy đi, con đói bụng quá rồi. Con ngủ tiếp đi, trời vẫn còn chưa sáng mà. Nhưng mà con... Ra công viên chơi đá banh không tay to? Trời đất, bà bị cái gì vậy? Trời tối thui như vậy, thấy gì đâu mà chơi.
Ơi, dậy đi, thức dậy đi. Ông mặt trời đã thức dậy đâu, bạn đi ngủ tiếp đi. Sáng để con đi học nữa con. Dạ. Được việc ghê, đấm thích bài nhạc này nhất. Mẹ vô đấm xuống mày, đấm sợ. Đấm, đấm, bình tĩnh, để ba nghĩ cách đã. Bài hát này đúng không? Đốm thích bài hát này nhất, mà lại chỉ thích bài này thôi. Mỗi người có một cách yêu nhạc khác nhau. Con không thể chê những bài hát mà người khác thích. Con đã làm âm nhạc bực tức rồi. Chán bị dứt lung tung lắm rồi.
Dạ, ba mẹ có thấy cặp sách của đốm ở đâu không vợ? Con cố nhớ lại xem nào. Hả? Đến giờ ba phải đi làm rồi. Dạ. Hôm qua mình đi học về. Đây rồi. Bữa nay mày bị sao vậy? Chúng ta phải đi học mà. Dừng lại đi, mày bị làm sao vậy? Mày bị làm sao vậy? Được rồi, mình xin lỗi. Mình biết là mình không phải với bạn. Từ giờ mình xin hứa sẽ giữ gìn bạn cẩn thận mà. Nếu mà mình nói sai á, lần sau bạn cứ bỏ mình đi luôn cũng được. Thôi mau xuống đi học nào. Con làm mẹ buồn quá nên mẹ mới phạt con. Mẹ không yêu đốm thật rồi.
ba mẹ cũng yêu đớm lắm. Có gì ăn không vậy Đốm? Vô đây, vô đây. Đợi xíu nha. Đã quá à. Đốm. Dạ. Con biết lỗi của con chưa? Dạ, con biết rồi. Con xin lỗi mẹ. Lần sau con sẽ không như vậy nữa đâu. Lần sau, trước khi mời các bạn về nhà chơi, con phải xin phép và báo trước để mẹ còn chuẩn bị nữa. Chơi xong cũng phải biết dọn dẹp lại sạch sẽ nghe chưa? Dạ. Mẹ ơi, tối nay mình ăn gì? Trong tủ lạnh giờ không còn gì hết trơn đó. Tối nay nhà mình ăn mì gói vậy. Thank you.